Tại lễ trao giải sang August 2020 diễn ra hôm nay, 20 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Brad Pitt đã được tôn vinh với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phần thể hiện của anh trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Trong bài phát biểu của mình, Brad đã làm cả khán phòng náo loạn khi nói về nhân vật trong phim của anh và vợ của nhân vật này. Nhưng khi nói về vợ anh lại chỉ tay về Jennifer Aniston, vợ cũ của mình, người cũng tham dự sang August 2020 năm nay. Hành động đầy bất ngờ và hài hước của Brett đã khiến những khách mời bất ngờ và Jennifer thì không hề tỏ ra bối rối. Cô đã mỉm cười thích thú và vẫy tay đáp lại cách đùa tinh nghịch của chồng cũ. Hai người sau đó đã được thấy tái hợp tại hậu trường và khoảnh khắc này đã được ghi lại và được xếp vào khoảnh khắc mang tính lịch sử. Trước đó, tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020, nơi Brett cũng nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc, anh đã nói anh và Jennifer Aniston là những người bạn thân, cả hai đã gặp gỡ và trò chuyện Tuy nhiên, đáng tiếc là khoảnh khắc ấy đã không lọt vào bất kỳ ống kính nào của quả cầu vàng 2020.